Hoan hỉ, chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, nếu mà bạn đang muốn biết trong tháng 5 âm lịch này, mình có thể gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào, hãy xem tử vi cho tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 5 âm lịch. Dựa vào sao chiếu mệnh, hạn tuổi và các sao chiếu theo năm, thì bạn có thể dự báo được những điều gì? Hãy cùng lắng nghe những luận giải về tử vi của những người tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 5 âm lịch qua lá số tử vi chi tiết, không chỉ giúp bạn biết được những việc sắp xảy ra trong tháng 5. Việc này còn giúp bạn biết được việc đó là tốt hay xấu, diễn biến và kết quả của sự việc là như thế nào. Và trong trường hợp nếu như trong tháng 5 tới có nhiều khó khăn trắc trở thì bạn nên tránh làm gì để có thể chúng ta thuận lợi hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào phần luận giải chi tiết về lá số tử vi cho những người tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 5 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Giáp Thân sinh năm 2004, mệnh thủy, tuyền trung thủy, nước trong suối. Bề ngoài, người tuổi Thân là người hoạt bát, nhanh nhẹn và có mưu trí. Họ khá nghịch ngợm và linh hoạt dù trong công việc hay cuộc sống. Là những người rất biết cách ăn mặc và chăm chút cho bản thân. Người tuổi Giáp Thân đa phần có ngoại hình đẹp, hiền lành và dễ gần. Người tuổi Giáp Thân có rất nhiều tài lẻ thiên bẩm. Họ rất giỏi những vấn đề mang tính nghệ thuật, biết và giỏi rất nhiều thứ khác nhau. Bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những người tuổi Thân họ có thể vẽ giỏi, hát hay, nhạc cụ chơi tốt mà các việc vặt thủ công hay may vá họ đều rất giỏi và nhạy bén. Người tuổi Giáp Thân không nhường nhịn, chịu thua ai. Họ luôn muốn mình làm được và phải làm được, không dễ gì có ai giỏi hơn họ. Họ có lòng đố kỵ rất lớn, khi nóng giận, lời nói khá cay nghiệt, nói năng tùy tiện, tính tình dễ thay đổi, lúc nóng, lúc lạnh, khó lường. Trong tháng này, việc học hành của các gia chủ Giáp Thân sinh năm 2004 cần đặc biệt chú ý hơn. Trong công chuyện học hành có phần sa sút, kết quả học tập không được tốt và có phần lơ đãng do mải chơi, cho nên kết quả không được như ý. Chính vì vậy, quý bạn cần phải chú tâm vào việc học hành thì mới mong đạt được kết quả cao trong thi cử. Về phương diện tài chính trong tháng cho thấy Giáp Thân sinh năm 2004 không được mấy khởi sắc so với tháng trước. Tiền bạc có sự hao hụt, tiêu pha nhiều trong việc học hành và mua sắm vật dụng bản thân. Chính vì vậy, tử vi Giáp Thân tháng 5 âm lịch năm 2022 có lời khuyên cho quý vị gia chủ, chúng ta cần phải cẩn thận, cẩn trọng hơn về việc chi tiêu tiền bạc vì bản thân vẫn đang trong giai đoạn đi học, chưa tự chủ được tài chính nên vẫn cần hạn chế chi tiêu vào những việc ăn chơi, bạn bè. Xét về thiên can, Giáp Dương Mộc gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Giáp Thân nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Thân sinh năm 2004 trong năm 2022, với những Giáp Thân đang ngồi trên ghế nhà trường, việc học hành tiến triển không thuận lợi, gia chủ khó có thể hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra. Vì vẫn còn trẻ, chưa va chạm nhiều nên bản mệnh có nhiều điều cần phải học hỏi và tốt nhất là nên giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe, tránh tình trạng ngựa non háo đá, chống đối người có vị trí cao hơn. Thời điểm này, bạn có một vài cơ hội để thể hiện bản thân và gây ấn tượng với cấp trên, thầy cô, vì thế hãy mạnh dạn bày tỏ ý kiến quan điểm của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Vậy nên quý vị gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính nhìn chung ổn định, một số bạn có thể kiếm được những đồng lương đầu tiên nên đây có thể coi là một dấu hiệu đáng mừng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nhận được sự hỗ trợ của cha mẹ, người thân cho nên cuộc sống nói chung là ổn định. Người tuổi này nên học cách chi tiêu tiết kiệm, có kế hoạch rõ ràng, tránh dùng tiền phung phí cho những mục đích không thực sự chính đáng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp
sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi của phong thủy lộc tài cho thấy người tuổi Giáp Thân chủ yếu có sức khỏe tốt trong năm 2022. Có điều cần phải giữ tinh thần lạc quan, hăng hái, tích cực khi đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống. Gặp khó khăn cũng không nên chán nản, thất vọng, suy nghĩ quá nhiều gây ảnh hưởng không tốt tới tinh thần. Đặc biệt là nam mệnh còn trẻ tuổi nên dễ nóng nảy, chú ý tránh xô xát với người khác nếu không dễ gây bị thương ngoài ý muốn. Cần chú ý mặc dù ít ốm đau bệnh tật nghiêm trọng nhưng khó tránh khỏi bị té ngã, tai nạn trong lúc làm việc hoặc đi lại. Đừng cậy sức trẻ mà thức quá khuya, kinh nghiệm quá nhiều việc cùng lúc, mệnh chủ đổ bệnh lúc nào cũng không hay. Người tuổi Giáp Thân còn trẻ thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống luyện tập nghiêm túc với chính mình. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Các quý vị gia chủ, Giáp Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, mang lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ, Giáp Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Mối quan hệ xã hội của những người sinh năm 2004 mở rộng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Không chỉ có các mối quan hệ bạn bè mà còn có cả quan hệ đồng nghiệp cấp trên và cấp dưới. Cần chú ý cách hành xử để gây ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Mệnh chủ Giáp Thân có thể tự đẩy người mình yêu ra xa vì những suy nghĩ tự ti, thiếu sáng suốt của mình. Người ấy không hiểu được những cảm xúc hiện tại của bạn, cũng cố gắng để bạn chia sẻ mà không thành công. Con giáp này có thể tìm vui bên bạn bè xấu, khiến cho quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng xấu đi. Bản mệnh chính là người ham vui và đôi khi quên mất trách nhiệm của mình với gia đình, người thân, khiến cho người bên cạnh bạn không khỏi thất vọng. Người độc thân dễ u mê trong chuyện tình cảm, có khi đâm đầu vào ngõ cụt mà cứ ngỡ rằng mình đang sắp tìm thấy đường ra. Cẩn thận, quan trọng, kẻo bị lừa gạt cả tình lẫn tiền mà lại chẳng hề hay biết. Còn nghĩ rằng mình đang sống hạnh phúc thì quả thực là không nên. Chúng tôi nhắc lại, đây là một sự việc rất quan trọng và quý bạn nên cảnh tỉnh. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng năm Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Giáp Thân trong tháng năm âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày: ngày âm lịch ngày 8 tháng 5 năm 2022, tức ngày 6 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 5 năm 2022, tức ngày 18 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim và Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành. Khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thân, trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức lưu ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Giáp Thân trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 5 năm 2022, tức ngày 9 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 5 năm 2022, tức ngày 21 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của những người 2004 sát thân trong tháng 5 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi giáp thân. Qua đó, quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 5 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc tất cả quý vị luôn may mắn, gặp nhiều thành công, bình an trong cuộc sống của mình, sức khỏe, tài lộc quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin miễn chào và hẹn gặp lại.